trên đường đi tới tương lai. Và hãy cho nhau khúc hát yêu đời, nụ cười chan chứa trên môi. Một niềm tin và khát khao, một ngày mai thật sáng tươi. Cùng hát hát lên bài ca, tôi yêu Việt Nam. Cô giáo ơi, cô giáo ở lại. Cái bài hát này mình đã luyện tập trong thời gian bao lâu ạ? Dạ, một tháng ạ. Trong thời gian một tháng. Nhưng mà thí dụ các bạn làm theo động tác với cô giáo thì tôi thấy là chuyện bình thường. Bởi vì là có thể nhìn và copy và làm lại. Nhưng mà các bạn lại hát rất là khớp lời thì làm sao mà khớp được? Đó là cũng là tinh thần của đồng đội. Thế thì cô đã hướng dẫn như thế nào? Cũng là múa ký hiệu và cho mấy bạn hiểu. Dạ. Ví dụ như là cái chương trình của mình là Ngày Quốc tế Người Khuyết Tật thì mình sẽ diễn tả như thế nào? Ngày Quốc tế Người Khuyết Tật. Rồi, để ha. Bây giờ cô làm cho mọi người thấy cho rõ nha. 2, 3. Ngày Quốc tế Người Khuyết Tật. Ồ, dạ. Một tràng pháo tay, xin chân thành cảm ơn sự nỗ lực, sự cố gắng. Cảm ơn làm sao ạ? Cảm ơn.